Cô rất vui khi được gặp lại các em trong tiết tiếng Việt ngày hôm nay. Chúng ta tiếp tục học chủ đề 9, Vui học, bài 5, ôn tập. Cô mời các em mở sách tiếng Việt trang 98. Chúng ta bước vào tiết 1. Ở tiết học này các em sẽ được ôn lại các vần chúng ta đã được học trong tuần 9. Phần đầu tiên của bài học, quan sát tranh các em thấy gì nào? À, có một chiếc tàu hỏa có rất nhiều toa tàu. Trên mỗi toa tàu có gắn các vần cô đã dạy các em ở các bài học trước đó. Bây giờ, các em hãy cùng cô đánh vần và đọc trơn lại các vần có trên mỗi toa tàu nhé. A cờ ác, ác. E cờ ắc, Ư cờ ức, ức. O cờ ốc, ốc. U cờ ốc, ốc. U cờ úc, úc. Ư cờ ức. Các em đọc trên lại cùng cô. Ác, ác, ức, óc, ốc, ốc, út, ức. Các em hãy cho cô biết các vần trên toa tàu có điểm gì giống và khác nhau. À, các vần này giống nhau là đều có cấu tạo bởi hai âm và đều có âm cờ đứng ở cuối khác nhau là vần ác có âm a đứng đầu vần ắc có âm á đứng đầu vần ất có âm ớ đứng đầu vần ốc có âm o đứng đầu vần ốc có âm ô đứng đầu vần úc có âm u đứng đầu và vần ức có âm ư đứng đầu Bây giờ, các em hãy tìm một số từ có chứa các vần được gánh trên các toa tàu nhé. Các em hãy bấm dừng video, chúng ta bắt đầu tìm nào. Các em đã tìm xong chưa? Cô tìm được một số từ sau. Màu sắc, có tiếng sắc, mang vần ắc. Quả gớt, có tiếng gớt, mang vần ốc. mái tóc có tiếng tóc mang vần ốc con ốc có tiếng ốc mang vần ốc khúc ca có tiếng khúc mang vần úc lọ mực có tiếng mực mang vần ức như vậy các em vừa được ôn lại các vần chúng ta đã học ở các bài học trước bây giờ chúng ta cùng chuyển sang phần luyện đọc nhé bài đọc có tựa đề là bé vẽ của tác giả tên là lê hải đây là hình ảnh trong bài thơ bây giờ cô sẽ đọc mẫu cho các em nghe để biết được cô bé trong bài vẽ gì nhé bé vẽ bé ngồi vẽ cái nhà to kề bật cửa bát ốc bò chú chó mực nhắc gâu gâu chắc chú dục đi học mau lê hải Chúng ta cùng luyện đọc một số từ khó đọc nhé. Vờ e ve ngã vẽ, lưu ý dấu ngã. Bờ ức bất nặng bậc cờ ưa cưa hỏi cửa, lưu ý vần ức, vần ưa, dấu hỏi. Mờ ức mức nặng mực, lưu ý vần ức. Nhờ ắc nhắc sắc nhắc, lưu ý vần ắc. Chờ ắc chắc sắc chắc lưu ý vần ắc di Úc giúp nặng dục lưu ý âm di vần Úc mờ âu mau lưu ý vần ao Các em hãy cho cô biết bài thơ có mấy dòng thơ nào cô đếm được bài thơ có tám dòng thơ cô sẽ đánh thứ tự vào từng dòng thơ bây giờ Chúng ta luyện đọc nối tiếp hai dòng thơ nhé. Bé vẽ, bé ngồi vẽ, cái nhà to, kề bậc cửa, bát ốc bò, chú chó mực, nhắc gâu gâu, chắc chú dục đi học mau, lê hải. Tiếp theo, chúng ta luyện đọc đoạn. Cô chia bài thơ này ra làm hai đoạn. Đoạn 1 là 4 dòng thơ đầu. Đoạn 2 là 4 dòng thơ cuối. Chúng ta cùng luyện đọc đoạn 1 nhé. Bé vẽ, bé ngồi vẽ cái nhà to kề bậc cửa bát ốc bò. Chúng ta luyện đọc đoạn 2. Chú chó mực nhắc gâu gâu. Chắc chú dục đi học mau. Lê Hải Bây giờ, các em hãy bấm dừng video và luyện đọc cả bài thơ cho cô nào. Khi nào đọc xong, các em hãy bấm tiếp tục để chúng ta học tiếp nhé. Các em đã đọc xong chưa? Bây giờ, các em hãy tìm trong bài thơ các tiếng có chứa vần chúng ta đã ôn ở phần trên nào. Đó là tiếng bật, có vần ức. Tiếng bát, có vần ác. Tiếng ốc, có vần ốc. Tiếng mực, có vần ức. Tiếng nhắc, có vần ắc tiếng chắc có vần ắc tiếng dục có vần úc tiếng học có vần ốc chúng ta cùng chuyển sang phần tìm hiểu nội dung bài các em hãy đọc lại bài bé vẽ một lần nữa và trả lời cho cô các câu hỏi sau bé làm gì bé vẽ những gì kề bật cửa có gì chú chó mực nhắc ai đi học các em hãy bấm dừng video và trả lời cho cô các câu hỏi này nhé các em đã trả lời xong chưa nào bây giờ các em hãy lắng nghe câu trả lời của cô để xem mình trả lời đúng không nhé bé làm gì bé đang ngồi vẽ bé vẽ những gì bé vẽ cái nhà bác ốc và chú chó mực kề bật cửa có gì kề bật cửa có bác ốc đang bò chú chó mực nhắc ai đi học à chú chó mực nhắc bé đi học mau các em ơi, dù các em có làm việc gì đi chăng nữa, chúng ta cũng đừng quên việc học của mình nhé. Các em về rèn đọc lại nhiều lần bài bé vẽ và các vần đã ôn hôm nay. Chuẩn bị bài ôn tập tiết 2. tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi cô chúc các em luôn chăm ngoan học giỏi chào tạm biệt các em